Hello, xin chào cả nhà mình nha. Thì trong video hôm nay tôi lại tiếp tục chia sẻ cho mọi người một cái bài thuốc nữa từ cái cây sâm đại hành. Thì đây là cái cây sâm đại hành đây mọi người này. Đây sâm đại hành. Đây sư bà kêu đó là cây sâm đại hành sư bà này. Thì sư bà kêu cây hành hờ. Đó, sư bà kêu cây hành hờ. Thì nó còn có tên gọi khác là gì, phong nhạn, hành lào, tỏi đỏ, tỏi lào, sâm câu. Đó là cái tên gọi khác nha mọi người nha. Thì nó có cái công dụng, thì cách dùng thì mọi người dùng có thể dùng tươi hoặc là phơi khô để dành dùng dần nha mọi người nha. Đó, nó là nó quy kinh là can, thận và phế. Đó, và chủ giờ điều trị thì nó là an thần bài huyết, nó chủ yếu là nó bổ máu nha mọi người nha, bổ máu an thần thông huyết, bổ máu an thần thông huyết. Sao tươi ăn được, cái này là dùng tươi khô đều được hết, và bộ phận dùng là củ, cái củ nó màu đỏ nha mọi người nha. Đó, củ nó màu đỏ, mấy người mà tiêu hóa kém đổi mọi người này thì cũng áp dụng bằng cái bài thuốc này. Đó, tiêu hóa kém đồ xào ăn cũng được đó. Sư bà cũng nói là xào ăn được luôn. Mấy người mà bị phong thấp, đau khớp, rồi khó ngủ, tổ đĩa, viêm phế quản, vẩy nến và huyết ứ, ăn kém ăn là cũng điều trị được, cũng ăn cái này cũng được nha mọi người nha. Ăn vẫn tốt. Dạ. Dạ dạ. Này, đây, đó. Đây, nó là bụi. Cái đặc điểm nhận dạng của nó rất khá là dễ nhận dạng nha mọi người nha. Cái lá nó có khứa như thế này này. Đó. Này. Dạ. Vậy đây. Đây lá già là non gì non có khứa được. Già khứa như lá câu. Tùy theo vùng miền và họ sẽ có những cái tên gọi khác nhau nha mọi người nha. Chứ không phải là ai cũng gọi ấy. Già dây tầm bao đấy, con kêu cái lạc dây lạc tiên. Người ta họ kêu về khi cái dây tầm bao. Chứ không phải lạc tiên. Già. Đây có cây mạch môn luôn á nha mọi người nha. Mạch môn. Thì đó, cái lưu lượng sử dụng thì mọi người dùng từ 15 đến 20 gram nha mọi người nha, trên một ngày. Sách cũng được, hoặc mọi người có thể xào ăn. Đó, hoặc là có thể sử dụng theo dạng thuốc sách nha mọi người nha. Đó. Như vậy là video chia sẻ của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Và nếu yêu mến tôi, đừng quên đăng ký kênh của tôi để theo dõi những video khác tôi chia sẻ lên nha mọi người nha. Ở đây trong chùa, lại đây quay cho mọi người xem tượng Phật Bà Quan Âm. Đấy, tượng cao lắm mọi người này, cao lắm. Đó, mọi người thấy không? Ở đây sư bà nằm kia. Bye bye.